Vâng, hello, xin mến chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với Nokia Sài Thành .com bên em ngày hôm nay ha. Thì bữa giờ em cũng hết hàng Nokia 603 anh chị, bữa nay mới vừa về lại 30 cây. Nhưng mà một số anh chị quen đã lấy ủng hộ hết một số rồi, giờ còn không tầm hai mấy cây thôi. Đó, vỏ zin nha anh chị, hàng nguyên zin cả vỏ nha. Đó, kèm pin sạc đầy đủ cho anh chị về lắp sim vô xài thôi. Đây một số cái máy nè, màu bạc với màu đen. Này lắp pin sẵn rồi nè. À, vỏ zin anh chị thấy vỏ zin là nó khớp, nó không có bị hở, với lại nó cầm rất là đầm tay. Còn mấy Zalo cầm nó nhẹ lắm chị, cầm như đồ chơi. Còn vỏ zin nó cầm cũng thấy cái tay nó mượt, bóng phẩy, xài bóng theo năm tháng. À, vỏ zin lô này có tiếng Việt sẵn rồi anh chị, tiếng Việt sẵn nó hết rồi anh chị, về lắp sim vô xài thôi. Đây mở nguồn, em test rồi em vệ sinh sạch sẽ em mới gửi cho anh chị nha. Đó, gáy rồi đầy đủ nè. Này có mấy cây em chưa vệ sinh. Đây cây màu bạc, màu bạc thì em thấy nó tương đối đẹp hơn màu đen anh chị, màu đen em thấy nó chạy dễ thấy hơn. Tại hàng zin này phải chấp nhận hàng nó phải có chạy suốt trên 5 tháng à. Còn Zalo thì nó mới tin, mà xài nó không có độ nét độ chất bằng cái máy vỏ zin này. Mình mua tặng biếu hoặc là mình mua xài đó, mấy cái vỏ zin này xài nó bền. Ngôn ngữ thì anh chị vô phần chỗ cái điện thoại nè, cài đặt cho máy đặt ngôn ngữ nè, có tiếng Việt sẵn nè. Cây nào mà em gửi đi cho anh chị thì em đã cài sẵn tiếng Việt hết rồi. Còn nếu mà chưa có cài thì anh chị vô phần này anh chị cài giùm em. Đó. Em test chức năng lo liếc rung reo đầy đủ hết nha. Mấy cây dưới em có lắp pin sẵn, còn mấy cây trên này em chưa lắp pin. Màu bạc. Mấy cái này em sẽ xé ra và em vệ sinh lại. Đây cái màu đen nè. Màu đen thì nói chung là nó có chạy dễ nhìn thấy hơn cái vỏ màu bạc anh chị. Đó, màu đen nó chạy là thấy liền. Còn màu bạc nó xước lông mèo, nhưng khi mà anh chị nhìn kỹ mới thấy đó, mấy vết xước là anh chị nhìn kỹ mới thấy. Còn màu đen xước xước á mình thấy à. Này em xé ra vệ sinh lại, cái này chưa vệ sinh còn tầm hai mấy cây thôi. Bữa giờ anh chị kiếm nhiều nhưng mà không có hàng, bây giờ hàng hết là hết chứ em không có làm hàng quá lô. Hàng quá lô thị trường rất là rẻ nhưng mà em không có làm. Có lô vỏ zin về mới làm gì. Bữa giờ em cũng trong ngóng lô hàng này về cái là anh chị quen á, cũng lấy một người cây hai cây, cũng còn có mấy cây thôi. Bên em cũng hỗ trợ bảo hành đầy đủ cho anh chị nha. Đó, một số cái máy là nó có chạy xước thì em sẽ lựa, anh chị nào mua đầu tiên em sẽ lựa những cái máy đẹp, từ đẹp xuống. Còn những cái máy cuối cùng thì nó xấu thì em sẽ bán rẻ lại. Đó, còn những cái máy này cũng chỉ vài trăm ngàn thôi, tại anh chị sẽ có một cái máy nguyên zin này, về xài pin bỏng đồ xài nó ok chứ nó không có bị tuột nguồn nhanh giống như mấy hàng Zalo, hàng dựng Zalo. Đây cái máy màu bạc rất là đẹp rồi. Ok, anh chị nào mua liên hệ ngay cho em, số điện thoại em có link ở phía dưới, có ghi ở phía dưới anh chị phần mô tả. Rất là cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi nha. Thấy phù hợp thì cứ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ Nokia Sài Thành bên em ha. Chúc anh chị có một ngày làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại trong clip lần sau nha. Bye bye.